Ngay khi bạn xem video này là bạn đã có thể gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng ở trên Facebook chỉ bằng một chiếc điện thoại của mình thôi. Làm sao chúng ta có thể làm được việc đó? Xin chào bạn, mình là Thanh Thịnh Bùi. Trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để chúng ta có thể gửi tin nhắn cho hàng nghìn hàng nghìn khách hàng ở trên fanpage Facebook của mình chỉ bằng một chiếc điện thoại để bạn có thể tiếp cận lại cho những khách hàng cũ bạn có thể gửi tin nhắn ra mắt sản phẩm mới gửi chương trình khuyến mãi cho những mùa lễ sắp tới nè chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha đầu tiên khi mà bạn vào trên điện thoại bạn có thể mở điện thoại lên và vào cho mình ứng dụng đó chính là ứng dụng bot ít mình đang để ở trên màn hình đó bạn có thể tìm kiếm ở trên App Store nếu bạn dùng iPhone hoặc là bạn tìm kiếm trên CH Play nếu bạn sử dụng những hệ điều hành của Android. Ok ha, BOTX. Đó, bốn ký tự thôi rất ngắn gọn. Rồi bạn tải và cài đặt cái ứng dụng này vào điện thoại dùm cho mình. Rồi. Và sau khi mà các bạn đã đã cài xong thì các bạn sẽ ra ứng dụng ở trên màn hình. Lần đầu tiên khi mà bạn vào ứng dụng ở trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là giao diện giống như trên điện thoại của mình hiện tại. Rồi, sau khi mà các bạn ra tới đây xong thì chúng ta sẽ có cái giao diện ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm nút đăng nhập bằng Facebook thì hệ thống sẽ tự động đăng nhập với tài khoản Facebook của các bạn an toàn chính chủ luôn các bạn ha. Đây, đăng nhập bằng Facebook. Rồi, bạn bấm tiếp tục. Ở đây thì Thịnh cũng chia sẻ thêm cho các bạn thêm một kiến thức nữa nếu như mà sau này các bạn có gặp những cái phần mềm nào đăng nhập mà nó sử dụng những cái token bên ngoài có nghĩa là nó không có đăng nhập thông qua một cái hệ thống của Facebook như thế này thì bạn nên cẩn thận với những loại phần mềm đấy. Ha, với những ứng dụng đấy, còn ứng dụng ít được Facebook cấp phép truy cập thoải mái, được lấy có nghĩa là được sử dụng và được gửi tin nhắn từ fanpage của các bạn nha. Rồi bấm tiếp tục. Đấy, nên ra là mình dùng mình cũng phải biết được là ứng dụng nào là legit uy tín nó cao, còn ứng dụng nào là xài hàng trôi nổi bên ngoài, đúng không? Lấy thông tin đăng nhập tứ lung tung hết. Nói chung là các bạn mà thấy cái nào mà liên quan tới token hay là cookie thì các bạn cứ cẩn thận giúp cho mình là được. Rồi, ok đây chúng ta ha, mở trong Facebook như là bấm mở. Thì lúc này các bạn cứ đăng nhập bằng cái Facebook cá nhân của các bạn trên điện thoại như bình thường ha. Rồi, tiếp theo ở đây thì bạn bấm nút tiếp tục dưới tên. Ở đây thì nó sẽ đang lấy cái tên Facebook của mình ha, ví dụ như đây là một cái công viên mình đang sử dụng. Rồi, bấm lấy tên Facebook đây. Bạn có thể bấm thử chỉnh sửa cài đặt. Đây bạn sẽ thấy được danh sách của những cái trang fanpage mà bạn đang quản lý thì bạn muốn liên kết cái trang fanpage nào vào trong bot ip thì bạn chỉ việc đánh dấu tích màu xanh thôi ví dụ như trang gia dụng mạnh cường trang quần áo nam bismen vân vân ha bạn thích trang nào bạn chọn trang đó rồi ok thì đây mình chọn ba trang đây mình chọn thêm trang internet việt nam đi trang nào cũng được hết sau bấm nút tiếp rồi tất cả các quyền này các bạn cứ để tích xanh hết cho mình Đấy có nghĩa là nếu bạn dùng những cái ứng dụng ở bên ngoài mà không được xin phép từ Facebook là bạn sẽ không có được cái này Nó sẽ không có cái giao diện này à, bạn không có được. Nó, Cái này là mình đang xin quyền, nha bấm xong Đấy, nó, nó phải như thế, được chưa? Rồi xong bấm OK Rồi tiếp theo sau khi các bạn ra đây xong thì các bạn sẽ bấm chọn vào trang fanpage Rồi OK chưa? Vào trang fanpage bất kỳ nào cũng được rồi ở đây nó sẽ có danh sách của những cái tin nhắn mà khách hàng đang nhắn tin trên fanpage của các bạn ha Thì ở đây các bạn muốn gửi tin nhắn hàng loạt cho khách thì chúng ta sẽ chọn vào mục marketing ở bên dưới đây Rồi ok tiếp theo ở đây thì đây là các cái danh sách kịch bản của những cái tin nhắn mà cái tin nhắn hàng loạt mà Thịnh đã gửi trước đó Rồi bây giờ bạn sẽ tạo mới bằng cách bạn bấm dấu cộng ở đây rồi đầu tiên nhập tên kịch bản thì bạn sẽ nhập tên Cái tên kịch bản này là cái tên mà khách hàng họ sẽ không thấy và Facebook cũng không quản lý luôn Bạn muốn đặt tên gì cũng được hết Thì ở đây ví dụ như mình sẽ đặt tên là sale Được chưa? Rồi sale ví dụ như 30 tư đi rồi tiếp theo gửi từ kênh ở đây là bạn sẽ lựa chọn cái trang fanpage mà các bạn muốn gửi tin nhắn hàng loạt được chưa? Rồi chọn vô. Rồi mình chọn vô trang fanpage của mình. Rồi ở đây thì hệ thống sẽ tự động hiển thị ra là 1468 khách hàng trên Facebook đủ điều kiện để nhận tin nhắn Mình giải thích cho các bạn chút xíu về cái số lượng khách hàng ở chỗ này à, Là ở đây Facebook họ sẽ quét lại những khách hàng mà đang nhắn tin với các bạn Đã từng nhắn tin với các bạn cách đây khoảng từng 1-2 năm gì đó Và sẽ có những người khách hàng họ bị mất Facebook hoặc là Facebook của họ bị khóa nó sẽ không gửi tin nhắn được nên ở đây là Facebook họ quét tự động các bạn ha. Có nghĩa là họ sẽ quét ra cho các bạn danh sách những cái khách hàng nào mà có thể nhận được tin nhắn từ bạn. Rồi ở đây bạn bấm có thể bấm nút màu xanh xem danh sách. Đây, bạn sẽ được tên Facebook của những khách hàng này luôn. Được chưa các bạn ha? Để tên Facebook được hiển thị đầy đủ. Rồi tiếp theo ở đây phần nội dung tin nhắn. Phần nội dung tin nhắn ở đây á thì nó sẽ có cái mục đó là mục tên khách hàng. Thì cái mục tên khách hàng này Thịnh khuyến khích là bạn không nên sửa gì hết, bạn để yên mặc định như vậy cho Thịnh. Tại vì cái mục tên khách hàng này á là là hệ thống sẽ tự động lấy cái tên Facebook của khách để bỏ vào đây cho các bạn. Ví dụ như là Nguyễn, khách đó tên là Nguyễn Văn A đi cái Facebook của khách đó tên là Nguyễn Văn A thì nó sẽ hiển thị chữ Nguyễn Văn A ở đây. Được không ha? Rồi, đó thì các bạn điền ở đây. Đó ví dụ như là ờ uh, ơi đó rồi à, ở chỗ này thịnh có một cái phần là thịnh lưu ý chỗ này chút ví dụ như ở chỗ số lượng khách hàng facebook chỗ này nè các bạn ví dụ như trên giao diện của thịnh là một bốn là tại vì thịnh đang dùng cái gói trả phí còn ví dụ như là các bạn mà đang dùng gói dùng thử dùng thử 7 ngày thì các bạn sẽ gửi được chỗ này nó hiện thì các bạn là 25 khách ha thì nói chung là phí nó cũng rẻ lắm tháng có vài trăm trăm ca thôi rồi à, tên khách hàng ơi rồi ví dụ như là à, bên shop em đang có chương trình khuyến mãi Ok chưa Đó chương trình khuyến mãi Đó anh chị uh, Quan tâm Thì Gửi em số điện thoại nha Đó ví dụ như vậy Nói chung là mọi người có thể xin số điện thoại thoải mái không sao hết Gửi địa chỉ gửi luôn Tên shop không vấn đề ha các bạn ha. À dụng được ở đây nó sẽ có một hình ảnh là các bạn có thể đính kèm được một cái hình ảnh ở trong điện thoại của mình để gửi cho khách hàng mà ở đây thịnh cũng khuyên là mình đính kèm một hình thôi đừng đính kèm nhiều quá nó sẽ bị chậm nó gửi tin nó sẽ bị chậm các bạn ha còn ở đây nó cũng có video nè thì các bạn cũng có thể đính kèm một video tuy nhiên là ngắn thôi nha mình vẫn ưu tiên các bạn là gửi một hình ảnh là ok nhất hoặc là gửi chữ không như thế này là nhanh nhất được chưa rồi xong ở đây loại cấu hình tin nhắn thì các bạn cứ để mặc định là xác nhận sự kiện cho thịnh thời gian gửi ở đây thì nó sẽ có hai mục đó là gửi ngay hoặc là gửi theo lịch thì các bạn thích thì các bạn bấm nút gửi theo lịch nó sẽ hiện ra danh sách quyền cái lịch này đó bạn thích chọn ngày nào thì các bạn chọn ví dụ như uh, tháng tư đây tháng tư 2024 đó các bạn thích ngày nào thì các bạn chọn tháng năm đó ok chưa đó thích ngày nào thì các bạn chọn vô ngày đó sau các bạn bấm áp dụng còn không thì các bạn chọn vô chữ gửi ngay cái đây là chúng ta sẽ gửi liền ngay lập tức chúng ta không có lên lịch rồi sau khi mình kiểm tra kịch bản xong xuôi hết rồi các bạn bấm vào nút thêm kịch bản màu xanh rồi thêm kịch bản mới thành công đây các bạn sẽ thấy nó có một cái uh, kịch bản xe 30 tháng 4 mình đây ví dụ như mình có những kịch bản cũ ha, mình thích điều chỉnh mình có thể bấm xóa đó xác nhận nè bấm xóa đó mình xóa với những cái kịch bản cũ cũng được rồi tiếp theo ở đây nó có kịch bản đây bạn đã tạo kịch bản xong nó vẫn chưa gửi cho khách đâu bạn bấm nút gửi ngay ở đây một lần nữa thì nó sẽ tiến hành nó gửi cho khách hàng của bạn ok chưa đó nó, nó rất là đơn giản thôi bạn hoàn toàn có thể coi được cái tin nhắn mà khách hàng họ đang nhận được thực tế như thế nào Đấy, nên thành ra là cái này nó cực kỳ tiện luôn mình thấy nó cực kỳ nhanh đó bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, không cần máy tính gì hết thậm chí là bot x này hiện tại nó cũng có phiên bản ở trên máy tính đó là bot x vn thì các bạn có thể truy cập vào để bạn dùng trên máy tính ví dụ như là các bạn đang tạo cái kịch bản ở trên điện thoại như vậy đúng không là ở trên máy tính nó cũng sẽ xuất hiện một cái kịch bản như trang như vậy luôn nói chung là dùng là nó đồng bộ hết máy tính và điện thoại rất là rất là đơn giản ha đó mình các bạn thấy là mình tạo rất là nhiều những cái kịch bản không thích thì bấm xóa đi đó không thích bấm xóa thôi rồi ok ha, đó đó là những cái uh, phần gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ và các bạn yên tâm là nó hoàn toàn đúng chính sách của Facebook. Tại vì ở đây là bot có xin quyền với Facebook đàng hoàng chứ không phải là bạ đâu cũng gửi tứ lung tung như là những cái phần mềm khác uh, nào đó mà mình không tiện nói tên. Đấy, nó nói chung á là khi mà họ sử dụng những cái công nghệ bên ngoài để cứ kiểu như họ gửi bằng tay ấy, các bạn hiểu không? Có nghĩa là thay vì á, là các bạn phải ngồi soạn bạn gửi tin nhắn cho từng khách thì nó sẽ những cái tool những cái phần mềm trôi nổi đó nó sẽ gửi cho bạn bằng tay còn ở đây bot ít các bạn thấy là đội ngũ đẹp người ta phải xin quyền phải được facebook xét duyệt đó ngay cả như thế thì bạn hoàn toàn cứ yên tâm mà gửi tin nhắn một ngàn khách hai ngàn khách ba ngàn khách thậm chí bảy nghìn khách hàng vẫn được như bình thường không sao hết và nó gửi với một tốc độ vô cùng gọi là ổn định chứ không phải là gửi âm 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 liên tục liền ha à, mà các bạn yên tâm nó gửi vô cùng ổn định và cái nội dung tin nhắn là có chứa cái tên facebook của khách rồi mỗi một khách sẽ nhận một cái tin nhắn khác nhau tại vì cái tên facebook của họ khác nhau mà đấy nên thành ra là bạn cứ yên tâm là nó không có bị trường hợp spam biết gì cả ok chưa tất nhiên là trong quá trình bạn gửi bạn cũng nên hạn chế những cái tin nhắn nào mà nó uh, liên quan một số những cái nội dung ví dụ như là um, logo thương hiệu ví dụ như một số những logo thương hiệu thời trang nổi tiếng À, một số những cái sản phẩm mà Facebook họ cấm đó nói chung là mình vẫn phải né những cái đó chứ à, thật ra Facebook họ làm đúng chính sách chứ không phải là ông lạm dụng những cái phần mềm gửi tin nhắn này để mà ông gửi những cái tin vi phạm thì nó cũng cũng hạn chế. À, nên thành ra là các bạn cứ nói chung á là mình thấy cái cú pháp tin nhắn mà thịnh mới hướng dẫn cho bạn là xin số điện thoại của khách là nó ổn định nhất là tại vì các bạn nhắn tin cho khách khách quan tâm họ nhắn tin lại họ trả lời cái số điện thoại các bạn nó sẽ có sự tương tác hai chiều còn nếu như mà bạn cứ tập trung là người gửi 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 cho khách không thì cái nguy cơ mà 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 Facebook họ đánh giá xấu cái tin nhắn của bạn nó sẽ rất là cao đúng không tại vì chúng ta tương tác có một chiều à Facebook nó muốn thấy là giữa bạn và khách hàng có sự tương tác hai chiều đó có nghĩa là bạn gửi tin nhắn khách trả lời số điện thoại bạn gửi tin nhắn khách trả lời số điện thoại là ok đó, nó hoàn toàn tự nhiên nó không có gì bất thường cả các bạn hiểu không? Đã, nói chung là như vậy ha. Thì ở đây cái ví dụ như các bạn dùng cái này mà các bạn cần hỗ trợ á, thì mà các bạn cần hỗ trợ á, thì bên mình cũng sẽ có đội ngũ hỗ trợ luôn đây. Các bạn bấm vào một cài đặt ở đây ha, bấm vào một liên hệ hỗ trợ nè sẽ có hotline Zalo, sẽ có Messenger trên Facebook để các bạn có thể uh, gửi tin nhắn để hỗ trợ. Đấy chỉ cần vậy thôi là được. OK, chưa, yeah. đấy rất là thoải mái các bạn ha. Thì uh, nếu bạn dùng mà thấy OK, bạn cứ dùng thoải mái. Nếu bạn dùng thấy OK thì các bạn chỉ việc là uh, bạn có thể nâng cấp lên. Đây nè, nó sẽ có một cái mục nâng cấp lên. Đây nó sẽ có một đó là gói cước chỗ này các bạn ha. Nó sẽ có một gói cước. Rồi ở đây nè đã các bạn có thể chọn gói một tháng, 6 tháng hoặc là một năm. Đấy nó sẽ đều có những cái uh, gói khác nhau rồi. Các bạn chỉ việc bấm nút mua ngay thôi. Đó rồi các bạn nâng cấp nè. Có tên Facebook, có số điện thoại được chưa? đó các bạn chỉ cần nhập tên facebook nhập số điện thoại thôi, rồi rồi ok chưa? rồi các bạn có thể chọn nó sẽ có các hình thức thanh toán ví dụ thanh toán bằng thẻ atm chuyển khoản ngân hàng đấy ví dụ bạn chọn vô chuyển khoản ngân hàng đi rồi các bạn bấm thanh toán rồi nó sẽ xuất hiện ra cái uh, thông tin thanh toán của đây ha các bạn ha, đó các bạn chỉ cần copy số tài khoản, copy số tiền, copy nội dung chuyển tiền rồi các bạn chuyển qua là các rồi sau đó kích hoạt thì các bạn tại vì mình chuyển khoản mình nâng cấp thủ công thì lúc này bạn chỉ việc là nhắn tin qua bên cái số zalo bên này nè đây các bạn nhắn vào số zalo ở bên phần liên hệ hỗ trợ nè đó thì các bạn bên này sẽ nâng cấp lên cho mọi người còn ví dụ như mà bạn nâng cấp bằng những cái góc những cái tính năng tự động á ví dụ như bằng thẻ atm hoặc là thẻ visa mastercard á thì nó sẽ nâng cấp cho bạn hoàn toàn tự động luôn OK chưa? đó nó có nó có những hình thức như thế. Mình thì mình vẫn khuyến khích bạn là sử dụng thẻ Visa, cái thẻ mà các bạn chạy quảng cáo á. Những bạn mà bán hàng facebook thì hầu như đều có chạy quảng cáo đúng không? Thì các bạn chọn hình thức Visa nè, là bạn bấm thanh toán thì nó sẽ đưa các bạn ra phần thanh toán thông qua Momo. OK chưa? Vô cùng là đơn giản, các bạn ha. Rồi đấy chỉ cần vậy thôi. Thì bạn có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào thì cứ bình luận ngay bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh. À, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nha.